tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Một góc trời thôn giả của nữ văn sĩ Dư Thị Diễm Buồn. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 9. Chiều nay trên đường dạy học về, Cẩm Hương lơn tơn đi với ba đứa học trò. Thu Lan và Ngọc Hà tranh nhau kể cho nàng nghe về mùa nước nổi bắt tôm trứng. Còn Vĩnh Hà là người gốc Huế, thuộc dòng dõi vua chúa, có cái tước hiệu quý tộc Nguyễn Phúc, thuộc thế hệ Công Tằng Tôn Nữ. Em điềm đạm, ít nói, là trưởng nữ của ông bà Nguyễn Phúc Ưng Bằng, về làm ở quận này trước nàng mấy tháng. Em lắng tai, chăm chú nghe hai bạn và mỉm cười nhiều hơn nói. Mỗi tuần cứ vào ngày thứ sáu, trước 45 phút tan trường, học trò lớp Cẩm Hương dạy phải ra sân cho huấn luyện viên môn thể dục hướng dẫn, nên hôm nay các em về hơi trễ. Khi Cẩm Hương cùng lũ học trò ra về, thì mặt trời đã ngã khỏi rặng cây bên kia sông. Ánh sáng túa nhiều màu, xanh đỏ tím vàng, phản chiếu nhau làm cả một vùng trời màu sắc thấm tươi rực rỡ. Gió chiều mát rượi, lùa các cành lá cây ăn trái trồng hai bên đường va chạm nhau rào rào. Trên không trung lác đác đám cò, vạc, lẫn chim én chập chờn đôi cánh, và trên nóc nhà nhà đã quyện tỏa làn khói nấu cơm chiều. Dưới dòng rạch, cặp ngỗng trắng đuổi rượt nhau kêu cò két cô ơi, mừng quá, hôm nay được gặp lại cô. Cẩm Hương quay lại, thì ra Ngọc Huệ, cô thiếu nữ nàng gặp và quen trên chuyến xe đò mấy tuần trước, và còn có bà chị thân mến của Thiệt Tố đi chung với cô nữa. Cẩm Hương cũng vui vẻ. Chào chị Ngọc Huệ, chị vẫn khỏe chứ? Chị đi chợ hả? Tài xách mấy gói thuốc bắc lủng lẳng đưa lên. Huệ nói: Không, tôi đi hút thuốc cho ông nội tôi, hổm rày ông bị ể mình. Còn đây là chị Kiều Lan, con ông chủ nhà máy Phú Hưng ở bên kia sông, đối diện nhà tôi. Chị Kiều Lan, còn đây là chị bạn tôi mới quen trên chuyến xe đò hôm tháng trước. À, chị tên gì cả? Đến nay tôi vẫn chưa biết tên. Ba đứa học trò cúi đầu chào khách, rồi rù rì với nhau, sau đó đến gần Cẩm Hương. Thưa cô em về. Chào cô em về. Ngọc Huệ cười để lộ hàm răng trắng đều. Nàng lanh miệng: Thì ra là cô giáo. Cô giáo tên gì đây? Cẩm Hương nhỏ nhẹ: Thưa chị, tôi tên là Cẩm Hương. Chị gọi tôi là Cẩm Hương được rồi. Kiều Lan mở to đôi mắt xếch ngược, ngời sáng nhìn nàng. Chị ta làm mặt lạ, làm mặt lạ cho Ngọc Huệ biết, như chưa bao giờ gặp Cẩm Hương. Chị hỏi: Phải cô ở nhà trọ bên nhà dì Tư Hiền không? Cẩm Hương nghĩ không biết mụ ta sắp giở trò gì đây. Nàng bảo: Dạ thưa phải. Kiều Lan cười khẩy, hất mặt lên nhã nọc: Huệ à, em coi cô giáo đây đẹp khuynh quốc khuynh thành không? Đã vậy cổ theo cách tay đầm, giao thiệp với bạn trai rất là hào sảng. Thuở cai lệ quốc chưa có cô giáo này thì em là hoa khôi. Bây giờ em phải chịu làm á hậu rồi, em có tức cho tới á khẩu không? Ngọc Huệ vẫn hồn nhiên: Cô giáo tuy không đẹp theo kiểu hoa hậu, nhưng lại đẹp thùy mị đoan trang. Vậy cũng đủ làm cho mấy bà già trầu trong vùng mình hăng hái cầm trầu cao đi cưới cho con cháu họ rồi. Kiều Lan nói: Hèn nào dì Tư Hiền, vợ bé của ba chị, muốn đi hỏi cổ cho thằng em trai khác mẹ của chị đó đa. Bỗng Kiều Lan hất hàm quay qua hỏi: Nè cô giáo, thằng em tôi có cho cô biết lời hứa hôn của ông cả bảy với ông nội tôi chưa? Cẩm Hương làm sao quên được Kiều Liên son sọn chửi, và còn hăm he Thiện Tố nữa. Người đời thường nói: Khôn cho người ta vái, dạy cho người ta thương, đừng dở dở ương ương chúng ghét. Bà chị này và cô em đó xem bộ tánh tình không khác nhau chi mấy. Cô Kiều Lan nếu mặt không cau có, đôi mắt cô nếu không có cái nhìn nung nấu dữ tợn, nếu cặp môi quạo quọ của cô nở nụ cười thoải mái, thì nhan sắc cô cũng trên trung bình. Cũng như cô em Kiều Liên tánh tình giống chị, cô chị Kiều Lan này đã dữ tợn lồ lồ mà còn có vẻ ác ngầm nữa. Cẩm Hương ấp úng trong miệng chưa biết nói gì, chỉ gật đầu. Kiều Lan đanh đá bồi tiếp: Thằng em một cha khác mẹ với tôi vô phước, có bà má đi giật chồng người ta. Còn nó đó bây giờ lại học thói bỏ mồi bắt bóng,
phụ khó tham giàu, làm cho lương gạt phản bội. Thật là mẹ nào con nấy, cả một phường không ra gì, cả mẹ cùng lứa mà. Cẩm Hương vô cùng khó chịu trước thái độ trịch thượng bất lịch sự của Kiều Lan. Nàng nghiêm giọng: Xin lỗi chị, chúng ta chỉ quen thôi. Tôi chưa biết gì về chị và chị cũng không biết gì về tôi, cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta không nên nói đến người vắng mặt. Nếu là một người khác, nghe Cẩm Hương nói câu đó sẽ mắc cỡ, đỏ mặt tía tai. Nhưng Kiều Lan không chút nào núng, mặt không đổi sắc, còn có vẻ thân thiện giả nhân giả nghĩa, làm bộ từ bi mèo khóc chuột chết. Chị ta tha thiết: Cô mới đến đây, tôi thấy cô không biết nên nói giùm, bị những người xấu gạt gẫm, chứ thật ra chẳng có lợi lộc gì cho tôi cả. Giả lại họ cũng là người sống chung với chúng tôi mấy chục năm nay rồi. Tôi chỉ không muốn gia đình mình sau này mang tai tiếng xấu thôi. Mong cô hiểu, chứ tôi cũng không có ác ý hay thù oán chi họ. Cẩm Hương hết nhịn nổi, nói thẳng: Cảm ơn chị, nhưng tôi chẳng dính líu gì với những người chị vừa nói cả, nên chuyện của họ tôi thật sự không muốn nghe và cũng không muốn biết. Xin chị cảm phiền đừng nhắc đến nữa. Kiều Lan chẳng có chút liêm sỉ, còn cười gằn và giọng nói càng đắng chát hơn. Cô ta nhấn mạnh từng chữ từng câu một. Cẩm Hương ngẫm nghĩ, thế gian này không có loạn chắc mụ không vui. Kiều Lan hằn học: Cô không muốn nghe chuyện của người khiếm diện à? Vậy thì tôi nói về người hiện có mặt ở đây. Tôi muốn nói đến Ngọc Huệ, chắc cô không phản đối chứ? Cẩm Hương chừng hững. Giờ mụ muốn giở trò gì mà kéo Ngọc Huệ vào nữa đây? Nãy giờ Ngọc Huệ để Kiều Lan nói chuyện với cô giáo, vì nàng vừa gặp người quen là vợ ông lái xoài đi ngang qua. Hàng năm vợ chồng ông lái đều đến mua xác hết cả vườn xoài nhà cô để đếm bán lại cho bạn hàng ở Sài Gòn. Hai người vui vẻ hỏi thăm về chuyện vườn xoài và giá cả, cho nên Ngọc Huệ không để ý đến Kiều Lan và Cẩm Hương đang nói gì với nhau. Giờ bị Kiều Lan gọi giật ngược, nàng chào bà lái xoài bảo: Hôm nào thím cứ đến gặp ông nội tôi, ông sẽ bớt cho. Chỗ quen biết mấy năm nay mà, đừng có ngại. Bà lái xoài chào chị rồi thon thoát đi. Ngọc Huệ đi trở lại, tươi cười hỏi: Chuyện gì vậy chị Kiều Lan? Kiều Lan không trả lời, kéo tay chị Ngọc Huệ lại trước mặt Cẩm Hương nói như hé: Cô Cẩm Hương á, cô có biết Ngọc Huệ đây là ai không? Cẩm Hương chưa kịp mở miệng thì người đàn bà độc địa này giáng xuống một câu làm nàng á khẩu luôn: Ngọc Huệ là hôn thê của thằng con ngoại hôn của ba tôi đó cô à. Ngoài trời còn sáng trưng mà trong lòng của Cẩm Hương đã sụp tối. Ngọc Huệ không biết Kiều Lan đã châm ngòi chiến tranh với Cẩm Hương. Cô ta cười, ánh mắt rạng rỡ và ướt rượt. Cẩm Hương choáng váng. Chỉ có nhắc đến người mình đang yêu nên Ngọc Huệ mới có cử chỉ như vậy. Chị ta đỏ mặt bảo: Chị Kiều Lan nói bậy không hả? Em chưa phải là hôn thê của anh Thiện Tố. Chị nói vậy coi chừng mất duyên con gái của em đó. Thôi mình về đi, trời cũng sắp tối rồi. Chào cô giáo nghe, hôm khác gặp lại, có dịp nào mời cô đến nhà tôi chơi. Kiều Lan dùng dằn chưa chịu bỏ đi. Ngọc Huệ dịu dàng bảo Cẩm Hương: Tôi đâu có quan tâm đến sự sắp đặt của ông bà hai bên. Ba má tôi nhờ thầy bói khoa tam ngương đồ hình coi tuổi của tôi và tuổi ảnh khác nhau. Ba má tôi cưng, không muốn tôi khổ nên có ý không bằng lòng. Nhưng ông nội tôi thì cương quyết cả. Còn đối với tôi, tiến tới hay rút lui cũng không quan tâm lắm. Ảnh cũng bảnh trai, có học hành, vui vẻ, đàng hoàng. Nhưng tôi chưa có cảm tình với ảnh nhiều, cho nên sao cũng được. Tính vô cũng cá vô cá tra, tính ra cũng cá tra cá vô. Cẩm Hương ngầm thở dài. Rõ ràng đây là lời nói nước đôi, nửa sôi nửa chè, nửa cá he nửa cá chẽm. Ngọc Huệ hối: Thôi tụi mình về chị Kiều Lan. Nãy giờ tuy lập thinh nhưng lòng ganh ghét của Kiều Lan vẫn còn sôi sục. Nàng chưa chịu buông tha Cẩm Hương. Ủa, Huệ quên đi thử áo mới để hôm ra mắt họ nhà trai sao? Ngọc Huệ chưng hửng. Nhà trai nào? Thì bên chàng trai quay phuông lẩm lẩm đó. Ngọc Huệ nhéo Kiều Lan. Giỡn hoài, cái thứ ăn hàng hà rầm như em ai mà thèm đi coi mắt chị ơi. Kiều Lan liếc xéo qua Cẩm Hương. Huệ giỡn thì có, hôm chị gặp má Huệ trong chợ bà đã cho chị biết hết rồi. Cẩm Hương nghe đối đáp. Vậy hả, với em thì sao cũng được. Họ đã đi rồi. Cẩm Hương như cái xác không hồn lững thững về nhà trọ. Mọi sự vật chung quanh nàng không còn ý nghĩa gì nữa cả. Bao nhiêu mộng đẹp đã vỗ cánh bay đi, cõi lòng nàng tan nát.
Từ nhỏ đến bây giờ nàng mới yêu được một người và được hai bên cha mẹ hài lòng và ngấm ngầm khuyến khích. Nàng không đòi hỏi cao xa, mơ mộng viển vông. Nàng đặt hết niềm hy vọng vào người ấy, mong rằng sau này hai người sẽ có một mái gia đình ấm êm và hạnh phúc. Nàng luôn tự nói với lòng sẽ phụng dưỡng kính yêu mẹ chàng như mẹ mình và hiếu thảo với bà để cho bà được hạnh phúc ở tuổi xế chiều. Nàng thừa biết rằng từ thuở thiếu thời bà luôn gặp cảnh bất hạnh trái ngang. Cẩm Hương thở dài ngao ngán. Một ước muốn bình thường như vậy mà thật sự sao quá khó khăn. Nàng không biết làm gì để khuây khỏa đây. Nàng giả dự lười biếng, không muốn ăn, không muốn ngủ, không muốn làm bất cứ việc gì và chán nản vô cùng. Gió chuyển mùa, các lá cây trước nhà trở màu xanh già, rồi vàng và rụng bay tu tủa, nhất là lá so đũa và lá me nhà hàng xóm. Mặt nước kinh sau hè phẳng lặng, chỉ gợn vài sóng lăn tăn khi nhánh cây khô nhỏ rơi xuống, hay chiếc lá lìa cành lảo đảo rớt trên mặt nước đậm phù sa của con kinh đào này. Chèo khe bán cá lòng tông, em xa người nghĩa khóc ròng như mưa. Tay em hai trái bi đào, mà mắt em trào lệ thảm. Xa vắng anh rồi thiên am địa hôn. Giọng hát của bà hàng xóm nghe buồn não nuột và hợp với hoàn cảnh của Cẩm Hương, làm nàng rướm nước mắt. Suốt mấy cái cuối tuần rồi, cứ mỗi chiều thứ sáu tan trường là nàng đi qua lộ đón xe đò đi Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn đi xe về Lái Thiêu. Đến sáng sớm thứ hai, nàng xuống xe đò trước cửa trường, đi thẳng vào lớp dạy ngay. Nàng cố tình tránh né không muốn gặp bà Tư Hiền và nhất là Thiện Tố. Bà Tư Hiền là một người chất phác thật thà. Con bà đã có hứa hôn, bà sắp có dâu, mà tại sao còn hùa với con để cố tình gạt gẫm nàng? Lòng người thật khó hiểu, thật không ai có thể biết trước được họ muốn gì. Sáng sớm, Cẩm Hương ngồi sau hè nhà, trầm ngâm nhìn làn khói tỏa bay từ những thư từ đang đốt trong chậu sành. Biết tâm sự của con, bà Ký Tân khuyên lơn: con đừng tự gạt mình nữa, bộ đốt hết thư từ rồi là quên hết được sao? Nhớ thương vẫn là nhớ thương, không dễ dàng quên được đâu. Má chỉ mong con đừng vì ai mà đau khổ mãi, đừng khựng lại ở những gì đã qua. Cẩm Hương hết sức ngạc nhiên, nàng không ngờ mẹ mình có những ý tưởng thâm trầm và cao đẹp như vậy. Nàng mỉm cười, ánh mắt kính yêu và tự tin nói với mẹ: cảm ơn má, má cứ để mặt con đau buồn, rồi chuyện đâu cũng sẽ vào đấy. Bà Ký Tân trìu mến nhìn đứa con gái độc nhất của mình. Bà xuống bếp bớt lửa, đậy nắp nồi đậu đen cho mau mềm để nấu chè với táo khô. Và trước khi múc ra chén ra tô, bà còn cho thêm vào dừa rám, khổ tai sắc mỏng để cả nhà bà giải lao. Chiều thứ sáu hôm nay khi hết giờ dạy học là Cẩm Hương xách túi nải ra lộ, đón xe đi đến chỗ của Thục An ở Bến Tranh. Con nhỏ đó còn nhắc mấy đứa bạn ngày xưa về họp mặt như đã hẹn trước, để đập bồn đập bát một bữa cho vui, vì lâu quá bọn nàng chưa gặp nhau lại sau gần cả năm rồi. Bến Tranh là một quận trù phú, nằm sát quốc lộ 4 và liên tỉnh lộ 29, là những đường giao thông quan trọng nối tỉnh Định Tường với các tỉnh lân cận. Quận Bến Tranh không nhiều vườn tược, sản xuất cây ăn trái sầm uất như quận Cái Bè hay như các huyện khác trong tỉnh. Tuy nhiên Bến Tranh có nhiều ruộng cung cấp gạo quý như nàng hương, dế vàng, nanh trồn, có nghề nuôi tầm dệt vải cùng các tiểu công nghệ khác như đương đệm, làm túi sách đệm, làm đệm trải, làm nốt đệm để ngủ thay mùng, đương thúng rổ tre. Những sản phẩm ở đây nổi tiếng đương khéo, đương dày dặn, lâu bền nên rất được chiếu cố. Cẩm Hương đến nhà Thục An sớm nhưng vẫn sau cô bạn Thụy Châu. Con nhỏ Thục An đang ở với mẹ trong ngôi nhà thờ ông bà của cha mẹ nó từ nhiều năm nay, sau khi cha nó là chú Hương Hào Trạch theo vợ bé ở Cầu Dầu gần chợ Vòng Nhỏ Mỹ Tho. Nhà của Thục An như là cái biệt thự rộng rãi, có nhiều phòng và cách xa những nhà lân cận bởi hàng rào bằng đá cao quá đầu, nên cho dù bọn họ có đông người gây ồn ào cũng không làm phiền đến hàng xóm. Cái sân nhà của Thục An được lót gạch tàu, giữa có bày hòn non bộ, hai chậu cao kiển, hai chậu mai chiếu thủy, bốn chậu lan đất, mấy chậu bông lài, mai tứ quý.
Bông huệ cây kiển tầm thường được chăm sóc chu đáo nên chỗ bông ê hề, chỗ lá rậm rạp. Ba của Thục An tuy mê vợ bé nhưng cũng thường về thăm viếng vợ lớn. Các con và chú cấp tiền bạc nuôi con rất đầy đủ. Nguyên do chú Hương Hào trạch sống một kiển hai quê là cũng do ý muốn của thím. Số là thím đẻ cho chú một trưởng nam, ba đứa con gái, mà Thục An là cô gái út. Khi Thục An được 8 tuổi, thím lại có thai. Thai nhi bị chết trong bụng mẹ khi được 6-7 tháng gì đó, thím phải đẻ non. Lần đẻ đó, tưởng thím qua đời và thím bị bệnh kéo dài cả năm. Từ đó thím không thích gần gũi chồng và khuyên chú nên kiếm vợ bé. Chú Hương Hào Trạch buồn bã than với dòng họ bạn bè. Kỳ đưa thím đi chiến chùa Vĩnh Tràng ở miệt chợ cũ Mỹ Tho đi vô để tạ ơn Đức Quan Âm Bồ Tát. Nơi đây vợ chồng chú gặp cô gái tên là Sáu Cầm đến làm công quả cho chùa. Cô Sáu Cầm lỡ thời, tánh tình hiền lành, vui vẻ. Thế là chú Hương Hào Trạch và cô Sáu Cầm dính với nhau. Thím cũng chấp nhận. Cô Sáu Cầm biết điều lắm. Dù ở riêng nhưng thỉnh thoảng cô cũng tới lui thăm lơm vợ lớn của chồng, quà cáp trong những ngày giỗ và Tết nhất. Hôm nay thím Hương Hào Trạch đi giáp nước ở Vàm Hòa Khánh thuộc quận Cái Bè. Đi đường tàu một đổi, qua sông Cửu Long là địa phận của tỉnh Vĩnh Long, thăm hai bà chị. Nhà chỉ còn có chị bếp già. Trước khi đi thím dặn con gái: mấy thuở chị em bạn bè bay gặp gỡ nhau, con phải tiếp đãi cho tử tế. Má có nấu nồi cà ri vịt để ăn với bún, nồi thịt bắp đùi, trứng và cá lóc. Má đã kho xong trên bếp đó. Dưa cải chua đã sắc vừa miếng ăn, ướp sẵn đựng trong thố, để ở tủ lưới ngăn trên. Ngăn dưới còn có hộp vịt muối, tôm khô trong keo và gói lạp xưởng. Chị bếp cũng đã nấu nồi canh chua cá bông lau. Má có mua sẵn mấy trái dưa leo, cà chua, củ hành tây và trái su đựng trong rổ. Nếu cần thì con cứ lấy ra xào nấu cho bạn bè ăn. Trái cây sắp trong dĩa bàn cũng đã rửa sạch rồi. Thùy Châu trong phòng tắm bước ra trông sạch sẽ và mát rượi, mặc dù nó ốm tông như cây tăm xỉa răng. Tội nghiệp con nhỏ, khi hay tin hôn phu của nó cưới vợ đầm, nó bệnh luôn cả tháng không ngồi dậy nổi. Cẩm Hương nhớ lúc nghe tin đau khổ của bạn, nàng không khỏi rủa lén: đồ cái thằng gặp đó bỏ đăng, thấy trăng quên đèn, thế nào cũng gặp quả báo, sẽ bị con đầm đó cho nó cặm sừng to như sừng bò hóng vậy. Thấy Cẩm Hương, Thụy Châu mừng quýnh lên: Thanh Hoàng thổ địa ơi, bấy lâu nay mày trốn đâu mất biệt vậy con quỷ? Tao chẳng biết tin tức gì của mày cả. Mai là tao gặp con Ánh Nguyệt trong chợ ông Tạ, Sài Gòn. Chú thích: chợ ông Tạ nay là chợ Phạm Văn Hai. Hết chú thích. Tao mới biết mày vẫn còn hiện hữu trên cõi phàm phu tục tử này. Thục An cười ha hả: Thấy chưa Cẩm Hương, con Thụy Châu dạo này tiến bộ ngó thấy. Thụy Châu cười: Tại nhờ anh mày bỏ tao nên tao mới khôn ra. Nếu lấy anh mày chắc tao thành mụ già lú lẫn không chừng. Nghe hai đứa vui vẻ nói cười, Cẩm Hương thầm phục nhỏ Thụy Châu và cũng thầm khen con Ánh Nguyệt. Đang khi Thụy Châu và anh Thịnh yêu nhau da diết thiết tha và cũng đã đính hôn rồi, vậy mà nó dám tiên đoán là cuộc hôn nhân sẽ không thành. Ê, tao bận tay, đứa nào ra mở cửa xem ai đến nữa vậy bay? Tiếng nhỏ Thục An eo éo dưới bếp vọng lên. Cẩm Hương và Thụy Châu cùng đi ra mở cửa. Người bới đến còn ở ngoài sân mà nghe cái giọng rỗng rãng của nó thì biết ngay là ai rồi. Thục An làm bộ không nghe thấy, nhìn ra cửa sổ xem độ rầy cô nàng sánh sẻ này ra sao. Thục An đâu? Cô tiểu chủ của cái nhà lớn quá xá này đâu rồi? Sao không ra tiếp khách quý là người đẹp đất Định Tường ai thấy cũng thương đã đến rồi nè? Đó là Anh Nguyệt, cái con mắt tôi mà Ái Mỹ đã đặt cho biệt danh là Gia Cát Lượng. Đây là thứ gái có cái miệng tía lia tía lịa, lanh lợi lẹt chẹt, đôi lúc làm bực mình kẻ khác đó. Nhưng tâm của nó lại hiền, tánh tình chân thật dễ dãi, không độc ngầm, lúc nào cũng tận lòng giúp đỡ bạn bè. Mặc dù cũng có đứa lợi dụng tánh tình dễ dãi của nó, nhưng khi biết được, nó chẳng một chút giận dữ, oán hờn hay thù ghét. Chưa ai thấy nó buồn được nửa ngày, chưa bao giờ nghe nó nói không ưa ai, và cũng chưa hề giữ lâu chuyện rắc rối được 3 ngày trong bụng. Có lẽ nhờ thế mà con nhỏ tròn trịa tươi mát, trẻ mãi không già, càng ngày lại càng đẹp phơi phới hơn các bạn trong nhóm. Chu Mẹt ơi, sao dạo này mày đẹp chi mà đẹp lạnh lùng vậy hả Ánh Nguyệt? Tao bắt đầu ganh tị rồi đây. Ái Mỹ viết thư cho tao nói cùng đi với mày đến đây hôm nay mà,
nó đâu rồi? Được Thủy Châu khen tới tấp, làm nhỏ Ánh Nguyệt cười ha hả và có vẻ khoái chí tử lắm. Thay vì trả lời người khen mình, con nhỏ lại quay qua hỏi Cẩm Hương. Ê, làm gì chị thộn mặt nhìn chân nhìn cháo mặt em vậy hả chị Cẩm Hương? Bộ trên mặt em có vẻ chữ cho chị đọc sao? À, con ái Mỹ chết bầm đó hả, cuối tuần này được hôn phu nó về thăm nên không biết ả ta có đến nữa không. Thôi tụi mình hãy tha thứ cho nó, đừng chấp nhất chi con yêu lồi đó, vì nó đang yêu và được yêu mà. Cẩm Hương nguýt bạn trề môi nói. Xí, dạo này sao binh nhỏ ái Mỹ quá vậy? Mày nói đúng quá, trên mặt mày đang hiện rõ chữ cà chớn để tao đọc đó. Thục An còn cầm cái khăn lông nhỏ lau tay, vừa đi ra vừa nói lớn. Mấy con kia, sao không vào nhà mà đứng ở đó xí xô xí xào vậy? Con Ánh Nguyệt truyền nghề bói toán cho mày hồi nào mà bây giờ mày vượt qua đọc được cả chữ vô hình trên mặt sư phụ vậy, Cẩm Hương? Cả bọn vừa đi vào nhà vừa cười rộ vui vẻ. Mãi đến gần 7 giờ tối, con Nguyệt My mới lò mò tới. Nó phụng phịu càm ràm với các bạn. Mấy chị xem, con thần thư ái Mỹ hẹn 2 giờ chiều tới nhà tôi để hai đứa cùng đi đến đây. Đợi mãi gần 4 giờ, tôi sốt ruột sợ trễ xe, nhưng nó cũng chẳng đến. Tôi định bỏ đi, nhưng ngặt nổi là nó chưa bao giờ thất hẹn, nên phải ráng chờ thêm chút nữa. Đến 4 giờ thằng em trai nó chạy cót két xe đạp đến cho biết nó không đi được. Thật là đồ quỷ sứ báo hại mà, tôi lật đật bao xe thổ mộ đến đây liền. Bạn bè làm bộ suýt xoa, ra vẻ cô là đứa thật đáng tội nghiệp lắm. Nguyệt My là cháu gọi cô Sáu cầm bằng gì, học trường College de Mỹ Tho, chứ không phải bạn học cô Năm cô áo tím. Tuy nhiên Nguyệt My rất mến Thục An và ái Mỹ, Ánh Nguyệt, nhưng không thân thiện lắm với hai cô kia. Ánh Nguyệt thường bảo lũ bạn bè. Con Nguyệt My hiền lành, nhút nhát, nay nhập bọn với mấy đứa chằn ăn trăn quấn như tụi mình, nó sẽ cảm thấy lạc loài, rồi rút lui gấp, rút lui như gặp phải tà ma quỷ quái vậy. Lần đó ái Mỹ cãi lại. Đừng có quả đoán mày, chị Cẩm Hương cũng hiền lành chững chạc, ăn nói mực thước, vậy mà sau khi nhập vào bọn mình chỉ lại làm đầu thầy. Thục An nhận xét. Cẩm Hương ngọt như đường cát, mát như đường phèn và lành như xương sa, xương sáo, xương sâm. Cô ả lại dễ cảm thông cho cái tật cà chớn của bọn mình. Ả thích nói bông đùa cho vui câu chuyện chứ không hề nói tục nói chay. Nhưng nghe bọn mình nói chay, ả chỉ cười ngất rồi bỏ qua, không khó chịu hoặc chê bọn mình vô duyên mất nết. Ái Mỹ cười rúc xích. Bọn mình có nết đâu mà mất. Cẩm Hương trề môi liếc Ái Mỹ rồi phản đối. Thôi Ái Mỹ ơi, đừng có nịnh bợ tao và hạ mình như vậy không nên. Tao chỉ cố gắng ở bầu thì tròn, ở hộp thì vuông cho cả bọn được thoải mái. Tụi bay đừng có tưng bốc tao quá, tao mà bay cao sẽ té xuống nát thịt tan xương ngay. Ánh Nguyệt cười hình hệt. Chị mà té xuống thì có em ra hứng, đỡ chị về cây lậy rồi giải giao cho anh Thiện Tố, để anh an ủi và dỗ về chị. Thùy Châu thiệt tình lên tiếng. Thôi đi tắm đi rồi ra ăn tối, hôm nay mày vất vả nên khỏi làm công tác dọn cơm, và sau bữa ăn khỏi rửa chén, để bọn tao làm hết cho Nguyệt My. Ánh Nguyệt tiếp lời Thùy Châu, liếc liếc xuống bếp nói lớn. Phải à, Nguyệt My đi tắm cho mát mẻ, rồi ra ăn cà ri dê và cơm nỉ của con Thục An nấu. Tụi bay có biết sao chúng ta sẽ được thưởng thức món ăn và cơm lạ nấu theo kiểu Ấn Độ này không? Mấy đứa kia nhào nhào lên. Riêng Cẩm Hương thấy miệng Ánh Nguyệt cười chúm chím, cặp mắt có vẻ tinh nghịch, nghĩ thầm. Không biết đến phiên ai sẽ là nạn nhân của con này đây. Ánh Nguyệt trợn mắt hỏi các bạn. Thật sự tụi bay không biết gì sao? Chu choa ơi, quả là chậm tiếng. Có gì là lạ đâu, con Thục An sắp sửa lấy chồng nên đi học nấu ăn đãi bọn mình trước, để rút kinh nghiệm khi về làm dâu cho gia tộc nhà chú Bảy Trà. Có tiệm bán vải gần nhà hàng Sạc Ne dầu nước trứng ở Sài Gòn đó tụi bay ơi. Cả bọn cười lăn. Con Thục An đang chùm lửa chịu không nổi, xách cái nùi lao bếp rượt chọi Ánh Nguyệt, cười chảy nước mắt và rủa xả ôm sờm. Hôm nay có mặt năm nàng ở đây như đã hẹn với nhau từ năm ngoái, lúc họp mặt ở nhà Ánh Nguyệt. Theo lẽ thì phải 6 người kể từ dạo Nguyệt My nhập bọn thì là lục nữ la sát chứ không còn là ngũ nữ la sát nữa. Mai kia cả bọn có gia đình hết rồi thì muốn có 2-3 món họp mặt chưa chắc đã được. Những buổi họp mặt hàng năm các cô kể lể cho nhau nghe những chuyện vui buồn, rồi họ ăn uống, đi thăm di tích lịch sử, xem phim. Từ trước đến giờ cả bọn chỉ mới đi dự đám cưới của Thùy Châu tháng giêng năm rồi thôi. Tình trạng Thùy Châu đáng thương lắm.
Sau ngày bị thằng anh ôn dịch của nhỏ Thục An bỏ, nó sất bất sang bàn kéo dài gần 2 năm trời, nhỏ ta không bước ra khỏi nhà. Nhưng sau cơn mưa, trời lại sáng chứ bộ. Có một hôm em trai nó đi dọ giá lúa ngang qua, ghé lại giây lát thăm chị mình, Thùy Châu lại lọt vào đôi mắt bù lạch ăn của bác thông ngôn quan chánh Tham Biện. Quen với em nó cũng có mặt hôm đó. Thế là thằng em làm ô thước bắt cầu. Vậy là năm rồi lục nữ la sát gồm có Thục An, Ái Mỹ, Cẩm Hương, Ánh Nguyệt, Thùy Châu, Nguyệt Mi. Cả bọn năm cô kéo nhau về dự đám cưới của nhỏ Thùy Châu. Chú rể lớn hơn cô dâu những 13 cái xuân già, vợ chết, nhưng không có con riêng. Anh chàng công chức bảnh trai đứng bên nàng Thùy Châu mảnh khảnh, nên trong đôi uyên ương này không chênh lệch về tuổi tác cho lắm. Phu quân nó cưng vợ, giỏi nịnh đầm, nên nó không bận rộn hoặc ràng buộc như những người phụ nữ có chồng khác. Nguyệt Mi chợt hỏi: "Chị Cẩm Hương, sao chị có vẻ buồn quá vậy?" Cẩm Hương chưa trả lời. Thục An chợt thấy Thùy Châu vừa nhai ngoàm ngoàm trái ổi chưa chấm muối ớt, vừa hít hà vị cay, lên tiếng hỏi: "Ủa, bộ mày có bầu hả Thùy Châu? Từ nãy giờ tao thấy mày chiếu cố nhiều về những trái chua đó nghen." Thùy Châu cười hí hí: "Vợ chồng tao đang mong đây." "Chưa có mẹ ơi. À mà nhỏ Nguyệt Mi nhận xét coi bộ đúng, chuyện gì mà mày có vẻ tâm sầu bạch phát quá vậy Cẩm Hương?" Ánh Nguyệt lại lên giọng thầy đời: "Ở đây có Gia Cát Lượng, có Trạng Sư, có Phụ Thẩm, và tôi cũng từng làm quan tòa xử tụi bay rồi. Cả bọn toàn là thứ tai to mặt bự, có tầm dốc. Kể đi chị Cẩm Hương, tụi em nghiên cứu tình hình tìm cho chị một giải pháp ổn thỏa. Đừng có xạo làm bộ ngây thơ vô số tội. Nói với bọn này là chị không có gì hết đó nghe." Mấy con khỉ đồ có tài trí chóe này đang dồn dập hỏi Cẩm Hương, cho dù không nói cũng không được với bọn chúng. Nàng chưa kịp mở miệng thì Thục An bỏ mỏ tới: "Nè Cẩm Hương, mặc dù mày được nhỏ Ánh Nguyệt truyền nghề bói toán, nhưng mày có giỏi đến đâu cũng thua cái nhận xét thần thông quảng đại và đầy kinh nghiệm của sư phụ, có đúng không? Cho nên mày hãy thành thật khai báo đi, đừng để nó lật tẩy thì ể mặt lắm đó." Cẩm Hương đang buồn nhưng cũng cố tạo cho mình cái miệng cười tươi. Tuy nhiên thật sự cái miệng nàng cười méo xẹo như miệng cô đào năm phỉ ca bản văn thiên tường. Cô này vừa ca vừa khóc nhễu nhão. Nàng dùng kế quảng binh: "Tụi bay chỉ giỏi tài đoán mò thôi, bổn cô nương còn khuya mới buồn. Nhưng mà tụi bay nói cũng phải, trước sau gì tao cũng kể cho bọn bay biết nơi ăn chốn ở của kẻ hèn này. Nhưng không phải bây giờ đâu, khi nào thiên thời địa lợi nhân hòa thích hợp thì tao mới kể được. Thôi khoan nói chuyện tao đã. Tao thật sự rất mừng, từ ngày con Thùy Châu giả từ đời độc thân, bởi có bóng Tùng để nương tựa, con Ái Mỹ thì cũng có anh chàng bánh trai đặt cọc rồi." Thùy Châu chớp chớp bờ mi, làm vẻ hiu hiu thơ mộng như mấy người đẹp trong tranh của họa sĩ Tô Văn Vân ngoài Hà Nội. "Chồng tao tuy lớn tuổi hơn tao, tuy làm thông ngôn cho quan chánh Tham Biện, nhưng vẫn có tài băng bó vết thương lòng của tao, còn giỏi hơn mấy ông thầy lang tây hành nghề." Thục An cũng liêm diêm đôi mắt gật gù: "Ừ hén, tao thấy mày lóng rài lấy lại niềm vui sống, tuy còn ốm nhôm nhưng da dẻ mày bắt đầu hồng hào. Tao nghe con Ái Mỹ nói chồng mày bắt mày uống thuốc bổ dầu gan cá thu mỗi ngày." Thùy Châu cười: "Phải rồi, lúc đầu uống dầu gan cá thu tanh quá là tanh, nhưng uống riết rồi quen đi, nhờ thế mà da dẻ tao bây giờ mới hồng hào như bọn bay thấy đó." Nguyệt Mi cười: "Chị Thùy Châu ơi, em nghĩ ảnh cưới chị vì cái ốm thơ ốm mộng của chị đó. Thôi thì để như vậy, tội gì uống thuốc bổ làm chi, thuốc có nhiều thứ vừa hôi vừa tanh lại vừa đắng." Ảnh Nguyệt lườm: "Hắn muốn Thùy Châu uống thuốc bổ là muốn nhỏ mập mạp, muốn vợ mình có da có thịt tươi mát đó đa. Chắc hắn không muốn đêm đêm ôm ấp bộ xương cách trí hay ăn nằm với con khô cá hố." Cả bọn cười rộ lên. Cẩm Hương mắng: "Chuyện gì mà lọt vào cái miệng của con Ánh Nguyệt thì cũng trở nên dữ dằn gớm ghiếc cả. Thùy Châu như Nguyệt Mi nói, có dốc dáng mảnh khảnh như liễu rủ mai gầy, đó là ốm đẹp chứ có khô đét da bọc xương đâu." Bỗng con Thục An rống họng, nhái theo giọng kép Tư Úc, đóng giai điệp trong vở cải lương Qua Rơi Cửa Phật, phỏng theo sự tích cuộc tình Lan và Điệp: "Em Lan ơi, tội tình chi mà em phải chịu đọa đày." Nhỏ Anh Nguyệt ngó chung quanh không thấy ai khác ngoài mấy đứa bạn thân của mình, nên nó cũng lấy giọng hát tiếp:
Em Lan ơi, tội tình chi mà em phải tuột quần. Cả bọn ôm bụng cười ầm lên, nhưng đứa nào cũng mắc cỡ đỏ mặt tía tai, xúm lại đấm trên vai Ánh Nguyệt thùm thùm. Thủy Châu mắng: Bộ mày điên rồi sao? Ca hát bậy bạ, nghe mà phát nổi da gà. Thục An rủa: Mày là con mắt dịch mắt tôi, không để cho cái miệng sạch sẽ, chỉ hát những câu tục tiểu dơ bẩn không à. Tao nghĩ nhà mày ở kế bến xe đò, nên ngày nào cũng nghe bọn đánh xe bạn hàng hành khách trật búa, ca hát nhảm nhí, ăn nói trê trúa, riết rồi mày quen miệng. Cẩm Hương điềm đạm: Tuy vậy trước mặt người lớn nó tỏ vẻ hiền lành, trước nam phái nó tỏ vẻ đoan trang thùy mị, chỉ khi nhập bọn với tụi mình thì nó trổ quỷ trổ yêu. Ánh Nguyệt ỏn ẻn hát thêm: Em Lan ơi, tội tình chi mà em phải cạo đầu. Cả bọn lại phá lên cười hăng hắc. Nguyệt My ngưng cười nói: Rất may trong bọn không có người nào tên Lan cả. Thủy Châu điệu đà: Nếu tao tên Lan, tao cũng nấu chè cúng ông bà ông giải của tao, xin đổi tên khác. Thục An do vãnh: Mèn ơi, tao định lấy biệt hiệu là Thu Lan, nhưng thôi, tao sẽ nghĩ sửa lại tên khác để mấy con yêu lồi tụi bay không có cớ chọc quê. Nguyệt My làm giọng chị cả: Con Thục An thì chúng ta không phải lo nhiều, bởi anh Louis Trần Đình Linh đang chết mê chết mệt đó, bê ơi. À, mà nay anh ta lại dân Tây, trong tương lai chắc mày sẽ đeo theo đích tàu của hắn về Pháp. Bọn tao không canh tị mà chúc phúc cho mày đó Thục An, nhưng hãy nhớ có ăn ragu và món bít tết thì vài tháng cũng nên ăn canh chua cá kho tộ. Đừng có quên những món quốc hồn quốc túy nghe mày. Nguyệt My vừa dứt lời thì Ánh Nguyệt đổi đề tài, chỏ mỏ sực liền: Nguyệt My ơi, sao lúc này mày nói chuyện giống bà già đi âm phủ quá vậy? Mấy đứa có đôi có cặp nhắc đến làm gì? Điều đáng nói là việc của chị Cẩm Hương, và tội nghiệp cho tao với mày đang còn độc thân vô thời hạn đây nè. Tao đang tìm một đứa để hẹn hò, để làm đẹp phố phường, mà mãi đến bây giờ chẳng đào đâu ra một móng. Thật là chán ôm, chán lõm cái bụng. Thục An vào trong bưng ra một rổ trái cây vung trùng, nào xoài sống, cốc, điều, mận, bòn bon, chôm chôm, mãng cầu, sa bô chê, ổi. Cuối bàn thì có sẵn cốm chùi sầu riêng, kẹo đậu phộng, thau cốm dẹp trộn dừa và bình nước trà nóng. Dưới bếp còn sôi ùng ục, nồi chè thưng. Lần nào hợp mặt cũng vậy, từ đêm đầu thứ sáu cho đến suốt đêm thứ bảy rạng chủ nhật, tối ngày cả bọn cứ ăn hết mận, tới ngọt bùi, chua chát không ngớt. Cả bọn chỉ chóe sáng cả đêm không ngủ, đứa nào mòn mỏi lắm chợp mắt một chút thì lại góp chuyện ồn ào, nên đố ai mà ngủ cho vô. Còn Ánh Nguyệt có lần đã nói: Đêm nào cũng ngủ, ngủ từ khi lọt lòng mẹ cho đến bây giờ, ngủ riết rồi sẽ bị mụt mắt, và ngày nào đó tụi bay sẽ hối hận khi khám phá ra rằng đời người ngắn ngủi, sao không đi đó đi đây. Nếu mình ngày ngày cứ hùng hục làm việc để có tiền nuôi thân, thì mình lợi dụng đêm mà hưởng thụ những gì chính mình đã tạo ra. Cứ đêm nào cũng ngủ như vậy hoài thì há không phải là một mất mát lớn của kiếp người sao? Cả bọn cười vỗ tay tán thưởng. Có đứa cho là con nhỏ có lối suy nghĩ sâu sắc lịch lãm chuyện đời, có đứa nói nó là bà cụ non, có đứa nói đồ điên, không ngủ có sức đâu mà làm việc. Có đứa còn nói nó bị nhiễm bởi ảnh hưởng nghề nghiệp của thằng anh nó, làm sếp nhà máy điện, gần điện riết rồi bị mát dây. Thục An cười lớn: Ánh Nguyệt à, thôi thì mày đi cưới anh chàng Tuấn làm em dâu của Cẩm Hương đi, tụi bay có vẻ xứng đào xứng kép. Bởi mày thì như con chim chèo bẻo, tối ngày không để cái miệng kéo da non, còn chàng Tuấn thì ít nói, lầm lì như cốc cầm hơi. Nhưng ưu điểm của hắn là chân thành và làm việc có tiền nhiều để mày tha hồ mua sắm. Ánh Nguyệt hái Thục An, Cẩm Hương hứng chí cười lớn: Cảm ơn Thục An nghe, bỗng dưng mày nhắc chuyện này tao cũng thấy thằng Tuấn cưới con Ánh Nguyệt thật đẹp đôi và thật xứng. Mày nghĩ sao con chim chèo bẻo, có muốn làm em dâu tao không? Thùy Châu nhăn mặt: Tụi bay không biết tâm lý con gái chút nào, ai lại đi hỏi đối tượng một cách trắng trợn như thế bao giờ. Người ta là con gái, mắt đái cũng tìm lùm cây, còn tự ái và mắc cỡ nữa chứ. Nhưng tao thấy con Thục An nói đúng, và con Cẩm Hương ăn chắc rồi. Tụi bay biết không, con bạn Ánh Nguyệt của chúng ta tánh tình như con trai. Trong bọn chỉ có Nguyệt My bằng tuổi hoặc nhỏ hơn vài đứa, còn lại thì bằng hoặc trên dưới nhau có 2-3 tuổi thôi. Nhưng con Ánh Nguyệt luôn luôn gọi nhỏ Cẩm Hương bằng chị, nghe ngọt xớt. Đó là chuyện thứ nhất.
Chuyện thứ hai là còn lâu nàng mới ngán nói đến chuyện lấy chồng. Nhưng lần này thì khác, tụi bay mỗi đứa có hai con mắt, hãy nhìn xem nàng đã hồng hồng đôi má và từ từ mặt đỏ như trái dưa hấu xẻ đôi rồi kìa. Bị các bạn cười chọc ghẹo ầm ĩ, Ánh Nguyệt phóng tới đấm lịch bịch vào lưng Thủy Châu, chống chế yếu xìu. Đừng có xạo nghe, bộ có mình tao gọi Cẩm Hương bằng chị hả? Tụi bay cũng gọi như vậy. Tao gọi Cẩm Hương bằng chị ngay từ còn trung học, vì tao nể cái tính nhu mì đầm thắm chững chạc của chị. Tụi bay đừng có hùa với nhau dựng chuyện để tấn công tao. Và tụi bay cũng đừng hòng, bổn cô nương đã có người tình rồi. Nguyệt Mì là lớn. Nhỏ Anh Nguyệt có người tình không chân dung, hoặc người tình trong tiểu thuyết đó mấy chị ơi. Ánh Nguyệt thật sự nghe lòng mình vui vui và thẹn. Nàng nhớ mỗi lần đến nhà chơi, Cẩm Hương lỡ bẩn tay chuyện gì đó thì nàng được Tuấn tiếp đãi nồng hậu. Cẩm Hương hứng chí. Thôi được rồi, hãy để yên cho Ánh Nguyệt dệt mộng cua được thằng em Tuấn Tú đẹp trai của tao. Bây giờ có đứa nào muốn nghe chuyện tình chưa thành thì sắp tan của bổn cô nương không? Hãy cho biết để bổn cô nương chuẩn bị tinh thần mà kể cho nghe. Cũng là con Thùy Châu có chồng rồi nên nhiều kinh nghiệm nói lớn với Cẩm Hương, cố tình cho cả bọn nghe rõ ràng. Cẩm Hương ơi, hãy bỏ cái thói ở mờ khó ưa dễ ghét đó đi. Mày phải kể hết ngọn ngành gốc rễ, mọi chi tiết, dù lớn dù nhỏ li ti cũng vậy cho bọn này nghe, để bọn này mổ xẻ và sức thuốc bó băng vết thương lòng cho mày nếu thấy cần. Ánh Nguyệt theo Thục An xuống bếp, bưng chén bát và nồi chè thương lên, múc ra từng chén cho năm đứa. Mấy cô nương kia thì đi tiểu rồi ra ăn chè và lóng tai nghe Cẩm Hương kể về chuyện tình thơ mộng của mình. Họ chắc chắn rằng mối tình đầu của Cẩm Hương sẽ lâm ly bi đát, không thua gì trong chuyện tiểu thuyết tình cảm ướt át của các tác giả nổi tiếng đương thời. Nồi chè thương có nước cốt dừa, lá dứa, đậu xanh, khổ tai, bột khoai, bạch quả, hột sen, táo đỏ, dừa rám sắc mỏng. Trong lòng Ánh Nguyệt niềm vui vẫn chưa tan biến. Cô ta có cảm tưởng cuộc đời sắp tới sẽ còn ngọt béo hơn nồi chè này nếu mộng lớn của mình thành sự thật. Ánh Nguyệt chợt nhớ, cách đây 2 tháng sau lễ phục sinh, nàng quá trang xe hơi của người anh họ đi cai lạy thăm Cẩm Hương. Tại nhà bà Tư Hiền, bất ngờ nàng gặp Tuấn. Nhân ngày nghỉ phép chàng từ Sài Gòn xuống thăm chị. Thấy Thiện Tố xúc đất đắp cốc chuối, Tuấn công phụ giúp cào cỏ để đổ xuống mương độn ủ phân để vô gốc cây. Trong khi Cẩm Hương phụ bà Tư làm món cơm tấm bì, Ánh Nguyệt pha nước chanh gọt đu đủ chín để đãi hai chàng lực điền tạm thời kia. Tuấn khen: cô Ánh Nguyệt làm gì mà má ửng hồng vậy? Có phải từ trong bếp chui ra đây không? Ánh Nguyệt mỉm cười thẳng thắn: hôm nay bác Tư không cho em vào bếp vì bác có bày cổ bàn yến tiệc gì đâu. Còn em không biết làm sao mấy tuần nay mặt mày cứ ửng đỏ như mặt trời mọc. Lũ bạn gái chế nhạo em rằng má đỏ hồng hồng muốn chồng thành dịch. Em có mài của nghệ sức lên mặt, nhưng sắc hồng quái ác này không chịu phai mờ bớt đi. Thiệt tình em không biết làm sao đây. Tuấn cười tươi: sao cô dụng nghĩ như vậy? Mặt sáng sủa và có sắc hương rực rỡ như vậy là có hồng quang phát hiện. Cô sẽ gặp vận may, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, lại còn gặp được duyên lành như ý. Cô hãy tin tôi, tặng mấy củ nghệ cho người ta kho cá chạch, nấu món cà ri gà khoai lang, nước cốt dừa đi. Cả hai cùng cười, thuận tay Tuấn hái nhánh bông giấy tím đưa cho Ánh Nguyệt: tặng cô nhánh bông này để lấy hên. Đêm đó khi về dưới mái nhà tổ đường ở Mỹ Tho, Ánh Nguyệt chiêm bao thấy mình lạc vào con đường với dãy nhà ngói. Trước mỗi nhà là cái cổng có cây bông giấy tím uốn theo vòm cửa bán nguyệt. Mỗi vòm cửa đều hiện lên khuôn mặt của Tuấn, nhưng ánh nắng tràn tới làm nàng chói mắt. Tỉnh dậy nàng thấy khung cửa sổ gài sơ bị gió thổi đẩy mở toát ra để ánh bình minh lọt vào. Nàng mới khám phá ra rằng tâm hồn trống trải lạnh lạc của mình bỗng dưng động tình xuân với em của Cẩm Hương rồi. Nhưng Ánh Nguyệt đúng là Ánh Nguyệt. Cô không hổ danh đứa có cái nhìn nhạy bén và tinh khôn nhất trong bọn. Nàng tỉnh bơ tuyên bố với các bạn một cách ngon lành: tụi bay nghĩ cũng không quá đáng. Bổn cô nương cảm thấy như có niềm vui âm ỉ trong tim nhưng không hay biết. Để rồi hôm nay sau khi nghe bọn bay gán ghép tao làm em dâu chị Cẩm Hương thì tao cảm thấy lòng mình như có làn gió mát thoảng qua, làm lửa tình nhen nhúm bỗng phừng lên hừng hực. Nhưng lửa tình vẫn thua nồi chè thương của nhỏ Thục An nấu, thơm chi mà thơm lạ thơm lùng, làm cho cơn ham ăn của tao lấn áp, nên tao quên đi mọi sự việc. Vừa le lói sáng thì dục tắt ngấm trong lòng. Và dù chuyện tình của chị Cẩm Hương sắp kể ra đây có mặn như nước biển, hay đắng ngắt như khổ qua, hoặc chua lè như khế tàu, hay chát ngầm như chuối non đi nữa,
thì cũng không bằng sự quyến rũ của nồi chè này. Ăn đi tụi bay, ăn xong bọn mình còn nghe chị Cẩm Hương kể. Cẩm Hương thầm biết Ánh Nguyệt cảm lăng cảm lóc em nàng rồi, nên kề tai nói nhỏ với bạn. Tao biết tẩy của mày rồi, đừng làm bộ lặn mất để tao đỡ đòn đó nghe. Nhỏ Ánh Nguyệt làm bộ cúi mặt húp chè rột rột, cười hí hí đánh trống lảng. Ông tà ông địa ơi, nhỏ Thủy Châu mặc bộ đồ màu đỏ đẹp hết chỗ chê. Thủy Châu nghe ba chớp ba nhán, tưởng Ánh Nguyệt khen mình nên miệng cười tươi như hoa, xoay mình qua lắc mình lại, vuốt áo quần rồi điệu đà. Của ông xã tao đi Singapore công tác mua về cho tao đó. Nguyệt Mi cười ngất. Hèn gì. Rồi bỏ lửng câu nói. Thủy Châu nhìn đứa này hết đứa kia, muốn biết ý nhỏ Nguyệt Mi muốn nói gì. Thục An mắng. Mày chậm hiểu quá đi. Nó nói mày á mặc áo một màu đỏ à, nên mày giống như cái bao lì xì lớn vậy đó. Cả bọn lại cười ầm lên. Thủy Châu thôi cười hấy bạn. Vô duyên. Thôi đừng có nói giỡn nữa. Bộ tụi bay không muốn nghe chuyện của nhỏ Cẩm Hương sao? Kể đi Cẩm Hương, bà chị thân mến của tụi em. Mấy đứa bạn chăm chú ngồi nghe bạn kể chuyện tình. Thủy Châu có chồng rồi nên trông cô ta có vẻ sành đời, hoạt bát lắm. Thục An vẫn ốm, mặn mà nhờ nước da ngâm, có duyên ngầm trong cái cười nửa miệng. Chắc chắn đã làm cho anh kép sắp đính hôn điên đảo tâm hồn. Và Thục An có vẻ say sưa khi có dịp nhắc tới đối phương yêu quý của mình. Nguyệt Mi đẹp, nước da trắng nõn trắng nạ, mắt to, mũi cao. Tóc cô ta luôn cắt như bươm bê, nhưng không phải mành tương, mà trước sau dài bằng nhau, dán hai bên mép tai như mấy cô sẩm ở chợ lớn. Cô ta ít nói, điềm đạm, ý tứ, dễ thương, nhưng lại là đứa đáng tội nghiệp lắm. Cô ta vẫn còn yêu một người đàn ông đã có vợ, dù biết rằng mối tình đó sẽ gặp nhiều đau khổ trái ngang. Nhờ bạn bè khuyên can nên nhỏ ngậm ngùi cắt đứt, nhưng làm sao khuyên cấm được sự thổn thức, sự u uất của con tim. Tuy anh Thịnh của Thục An bỏ Thủy Châu, nhưng tình bạn hai đứa không gì đó mà sút giảm. Thục An đã khuyên Thủy Châu. Anh Thịnh tao chơi đẻo với mày, làm tao hổ thẹn với mày và bạn bè. Giờ đây mày cũng đã có chồng. Ngày trước mày yêu anh tao bằng cả tâm hồn và trái tim. Chắc mày còn nhớ câu khuyên lơn của Thôi Quanh Quanh bảo Trương Quân Thụy, nên đem lòng thỏa trước, thương lấy kẻ về sau. Thủy Châu ngậm ngùi. Té ra cuộc đời giữa tao và anh Thịnh của mày cũng hơi giống mối tình của Thôi Quanh Quanh và Trương Quân Thụy trong vở Tây Sương Ký. Nhưng chỉ chừng vài tháng sau ngày cưới, cảm được cái tánh khí cao thượng của chồng, Thủy Châu an lòng sống hạnh phúc bên cạnh chồng. Nhưng khi biết được người xưa không hạnh phúc bên cạnh vợ, nàng cảm thấy bùi ngùi. Cái lầm lỡ của Thịnh phải trả giá quá mắc. Nhưng với Ái Mỹ, Ánh Nguyệt thì lại khác. Họ coi tên Thịnh là kẻ ham đó bỏ đăng, tham mới nới cũ, thấy trăng quên đèn, bị bất hạnh là đáng kiếp. Và khi gặp chồng của Thủy Châu, mặt mày có khí phách, dốc dáp vạm vỡ, ăn nói bặt thiệp vui vẻ, cả hai nhỏ khoái chí tử, Ái Mỹ trề môi dài cả thước. Chồng nhỏ Thủy Châu không đi Tây, nhưng bảnh trai hào sản phong nhã có thua gì Tây đâu. Mấy võng tướng của Tàu như La Thông, Địch Thanh, Tiết Đinh Sang thua ảnh cả trăm cây số về sắc dốc. Ánh Nguyệt cười hí hí, chót chét. Ê, tao thấy hình con vợ đầm của tên Thịnh rồi, ngộ thiệt gì đó. Con mẹ ấy có sống mũi như cái mỏ con két, giống như bà phù thủy trong phim Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn vậy. Môi mụ ta mỏng lét như mép con hến con sò. Tụi bay nhớ lại đi, hình dung đi, giống y hệt như cái miệng con khỉ vậy. Rồi cả hai dệt cả trăm thứ ác mộng cho Thịnh, rồi vui cười hí hả, còn hơn dự trăm bữa tiệc ê hề bánh trái và tràn ngập thức ăn ngon. Và phấn khởi trong lòng như đã trả thù giùm cho Thủy Châu. Rồi cả hai kết luận. Cho đáng đời kẻ đứng núi này trong núi nọ. Đương nuôi con chó mà cứ ngó con mèo. Đương mặc áo lụa lèo mà khèo giải ú. Đồ cái thứ chết tôi, dìu môi quả mổ không lỗ mà chui. Quê ngoại Ánh Nguyệt ở cùng tỉnh Bình Dương với Cẩm Hương, nhưng gia đình ngoài cô nàng ở chợ. Cô là con chủ giữ gạo nếp, nên bạn bè hay ghẹo. Sau này anh chàng nào lấy mày khỏi sợ đói, mà còn sướng nữa bởi chuột xa hủ nếp. Ánh Nguyệt không đẹp lắm nhưng rất có duyên, nhất là cái miệng cười và đôi mắt to đen lai láy. Cô trắng trẻo, mảnh khảnh, vui vẻ, lanh lợi, bộc trực, thẳng thắn, xí soạn, nên hay dễ mất lòng người khác. Nhớ lúc mới vào trung học, Cẩm Hương và cô chung lớp, ngồi cách nhau một cái bàn mà hai người chẳng ai nói chuyện với ai. Bởi Cẩm Hương đầm nết, thấy Ánh Nguyệt cứ bô bô cái miệng mắc ghét, nên nàng không thèm chơi. Cho đến ngày kia không biết đầu câu chuyện ra sao,
Nhưng khi Cẩm Hương vừa trời tới ngang qua chỗ bọn họ thì nàng nghe Ánh Nguyệt cười giỡn và lớn tiếng khoe khoang với bạn bè: "Tụi bay biết không, tao vừa đến thì bao nhiêu đứa bu lại liền." Trong đám bạn đó có đứa lên tiếng: "Tao biết, bởi mày là cái hầm cầu tiêu mà." Cả bọn vỗ tay cười như vỡ chợ. Ánh Nguyệt rượt đánh con bạn vừa mới phát ngôn bừa bãi đó. Đứa chạy trước, đứa chạy theo phía sau. Cả hai nhắm mắt hả họng cười ngất ngất, cười ha hả, hét la ơi ới như hai mụ điên. Ánh Nguyệt chạy vô ý nhào vào mình Cẩm Hương, làm cả hai té chuối nhủi. Thế là sau đó hai cô quen và thân nhau. Gió thổi mạnh, làm quằn quặt cây cành vú sữa ngoài mé hiên. Sấm nổ ầm ầm như trời long đất lở, như muốn xé nát không gian, cùng những tia chớp vội sáng lòe rồi tắt ngấm, báo hiệu cơn giông lớn sẽ đổ xuống vùng này. Ngọn đèn búp măng hiệu Aida treo từ trên trần nhà bị gió luồn qua cửa lắc lay. Thục An lên tiếng: "Tụi bay à, chỗ nào ngồi yên chỗ đó, đừng có chạy loạn lại đâm sầm vào nhau, để tao đi kiếm thêm cây đèn cây." Ánh Nguyệt lên tiếng: "Không cho rời chỗ thì làm sao tụi tao nói chuyện được chứ. Ê, tụi bay có biết là chuyện tình của chị Cẩm Hương trái ngang, đen đúa, cho nên ông trời gầm gừ giận dữ, phải không tụi bay?" Chưa ai trả lời Ánh Nguyệt thì Thục An cầm cây đèn cày le lói đi ra. "Tao đề nghị tụi mình đêm nay nằm dưới gạch nói chuyện rồi ngủ luôn. Tuy trời mưa nhưng vẫn nóng quá, tụi bay thấy sao?" Cả bọn bằng lòng. Thế là mỗi đứa, nào gối, nào mền, nào khăn lông dài, đứa ôm, đứa đắp, đứa ngồi, đứa nằm lê lết nơi phòng khách rộng, lót gạch tráng men, được lau sạch sẽ bóng ngời. Ngoài trời mưa đều đều, mưa rào rạc, càng ngày càng lớn. Mưa như cầm chỉnh mà đổ, sóng gầm trời và sét nhán lửa không ngừng. Đã nằm dưới nền gạch, nhưng Thủy Châu không quên nê theo rổ trái cây. Nguyệt Mi cũng mò tìm chén muối ớt. Ánh Nguyệt, Thục An cũng dối lấy chén chè đang ăn dở của mình. Tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi ngoài hiên. Mưa tạt vào vách ào ạt, hòa với tiếng nước theo máng xối chảy vô lu sành rộn rộn. Gió mạnh thổi làm những cây mảng cầu xiêm, mận, nhãn quanh nhà cọ quẹt vào nhau, vào cửa sổ và vào mái ngói rột rẹt. Sấm chớp lơi và nhẹ nhưng mưa vẫn đổ ào ào. Cẩm Hương vẫn đều giọng kể lể. Các bạn lặng lặng nghe. Thỉnh thoảng có tiếng thở dài nhẹ, tiếng tằng hắn gần xuống, nhưng không đứa nào chen vào ngắt ngang để hỏi, để nhắc hay để chọc quê. Cẩm Hương kết luận: "Chuyện của tao là như vậy đó. Nó vừa vô duyên lại vừa lãng nhách. Vậy mà tao cảm thấy đau nhức lắm. Theo tụi bay thì tao phải làm sao? Tao muốn rút lui có trật tự cho rồi. Có lẽ khi trở lại trường tao sẽ làm đơn xin thuyên chuyển đi nơi khác. Chuyện tình này có đến với tao cũng được, đến rồi đi biệt cũng không sao. Tao không muốn mình bị thất vọng và đầu độc cuộc đời dài của mình." Các bạn lao nhào. Ánh Nguyệt nổi nóng: "Lỗi đâu phải của chị. Chị hãy làm sáng tỏ vụ này. Biết đâu mụ Kiều Tâu hay ả Kiều Tặc gì đó ganh ghét chị mà giở trò đặc chuyện để phá đám chơi." Thục An chu mỏ: "Trong bọn mình á, mày là đứa ít nói, chín chắn lại khôn ngoan. Nhưng mỗi khi đụng trận rồi thì mày là đứa chịu chơi nhất, như con trâu điên có tiếng chứ không có lùi, như loài tép loài tôm. Sao bây giờ chưa chi mày đã bỏ cuộc rồi? Phải phấn chấn lên chứ. Phải về tìm hiểu đời tư của hai con chị thần nanh mỏ đỏ của Thiện Tố mà trả đũa lại tụi nó cho tới xác dáng. Đồ cà chớn vô duyên, âm đức sức bằng nạo, không gạo nấu không trấu ung. Đồ mất dạy ích kỷ, suy bụng ta ra bụng người. Thật là cái đồ, cái thứ chết tiệt mà, vô duyên vô cớ đi kiếm chuyện với người ta." Nguyệt Mi nhăn mặt: "Trời ơi, chị về ở cái vùng cổ quái rồi, tánh tình chị cũng nhiễm thói cổ quái luôn rồi. Nếu là em thì em sẽ hỏi thẳng anh chàng Thiện Tố coi chuyện thế nào, có đúng như lời hai mụ phù thủy Kiều Tâu Kiều Tặc đó nói không. Nếu họ đã có giả tâm phá cuộc tình của chị thì chị hãy làm cho họ cầu sanh bất đắc, cầu tử bất năng." Ánh Nguyệt cười hí hí: "Ừ, phải làm cho hai mụ ó đâm tà tâm mất nết, đánh chết cũng không chừa đó, khạc không ra mà nuốt cũng không vào. Phải làm cho họ vĩnh bất an ninh mới được." Nguyệt Mi nhìn Ánh Nguyệt: "Thì này chỉ giỏi cái miệng ồn ào, cái mồm huyên náo. Có ai thấy y thị dám giết chết con gián con nhện chưa? Để rồi coi, mai sau có làm vợ anh Tuấn, rủi anh Tuấn xây phòng nhì, y thị sẽ nạt nộ hăm he chồng, nghe ớn ốc nổi da gà. Rồi y thị đùng đùng xách dao phai đi bắt ghen. Tới nơi thấy anh chàng Tuấn ôm con mèo là y thị buông con dao ngã xuống chết giấc cho mà coi." Cả bọn cười bò lăn bò lộn. Ánh Nguyệt trề môi liếc dài: "Xí, chừng đó sẽ hay. Mày đừng có khi dễ tao, rồi đoán mò chuyện khó có thật nghe mày."
Thụy Châu xem vào. Tụi nó nói đúng đó Cẩm Hương. Tại sao mày lại phải tránh né mẹ con Thiện Tố? Mày có gạt gẫm họ đâu. Cảm thấy có lỗi phải là họ chứ không phải là mày. Mày muốn bỏ cuộc cũng được, nhưng không phải âm thầm ra đi mà trước khi đi phải hỏi cho ra lẽ. Mày nghĩ xem, Thiện Tố của mày năm nay bao nhiêu tuổi? Nếu hắn yêu thương Ả Ngọc Huệ, cháu nội ông cả bảy, thì hắn đã cưới rồi. Đâu có gì cản trở mà mãi tới nay vẫn chưa tính tới. Tao chưa gặp mặt hắn, nhưng nghe mày kể tao biết hắn ta không phải là người dễ thay lòng đổi dạ. Nếu mày thật sự yêu hắn thì phải vững lòng tin và phải tranh đấu cho tới cùng. Đừng nghe lời nhảm nhí của những kẻ xung quanh mà bỏ cuộc. Thục An xen vào càm ràm. Đời sao có cái ngữ vô duyên đó, dùng hạ sách để chia rẽ người ta. Ánh Nguyệt cười. Tao nghĩ rằng đầu óc chứa đầy những thứ dơ dáy xấu xa, đó là sự khôn ngoan của họ. Và nếu trên cõi đời ô trọc này có địa ngục thì chắc đó là khánh địa của thứ người này. Cẩm Hương cười buồn. Thôi, đừng có triết lý bá láp tầm phào nữa. Quan niệm của tao không có sôi nổi như tụi bay. Với tao thì việc gì đến sẽ đến, không tranh giành cũng không xin xỏ. Tao tin rằng mỗi con người trên thế gian này đều có số phận cả. Ơn trên đã an bài, nếu của tao thì chạy trời không khỏi nắng, trước sau gì cũng của tao. Còn nếu không phải của tao thì cho dù tao có nhốt trong thùng, tới thời cơ thì nó cũng bay cao, cũng chạy mất. Cảm ơn bọn bay có nhã ý khuyên bảo, nhưng thôi, tao bỏ cuộc. Trong yêu thương mà có lắm chuyện phiền toái quá thì còn dây dưa làm chi, mệt lắm tụi bay ơi. Ánh Nguyệt học lớn ở đầu câu hát mà ngâm nga, rồi ra giọng thầy đời. Ái tình canh chua cá kho, em đừng lo để anh kho dùm cho. Tụi em nói như vậy nhưng mọi việc tùy chị quyết định. Em nhắc cho, chị nên phải cẩn thận, đừng dùng những ngón đòn phép độc hại quá đáng từ hành động cũng như lời nói, để sau này khỏi áy náy hối tiếc. Em nghĩ và mong rằng anh Thiện Tốt và chị sẽ gặp hoàn cảnh tiền hung hậu kiết. Bây giờ anh chị bị trặc trẹo nhiều thứ, nhưng thế nào cả hai cũng đi đến hôn nhân cho coi. Các bạn nhìn nhỏ cười khúc khích, nó nhột nói như hét. Làm gì tụi bay cười? Thiệt đó, tao không nói xạo đâu. Hãy thử một lần nữa tin con Ánh Nguyệt này đi. Cẩm Hương bỗng cười buồn. Chị tin Ánh Nguyệt? Trong đám khỉ đột tụi bay á, đứa nào tao cũng tin hết. Nhất là con Ánh Nguyệt lại sắp là em dâu tao nữa. Nếu không tin nó thì tin ai? Bay nghĩ có đúng không? Một giọng khác cắt ngang. Mới nghe con Ánh Nguyệt nói thì chí lý lắm, nhưng nghĩ lại thì chẳng có chỗ nào đáng tin cả. Hoặc dựa vào đâu mà tin chứ? Bởi nó tưởng nó là tiên tri không bằng. Cả bọn cười ầm ĩ chọc quê nhỏ Ánh Nguyệt. Nàng ta nổi nóng, quơ gối ném lung tung. Thế là cả bọn cùng ném. Thánh thần ơi, nào mền nào gối, gối nhỏ gối lớn rơi rớt khắp phòng. Mưa đã tạnh nhưng gió vẫn còn, và luồn lách qua cửa lá sách vào nhà, lung lay những màn cửa sổ cửa buồng bằng giòn màu xanh da trời lả lướt phất phơ. Lật bật mà 3 giờ sáng rồi, bạn bè đã yên bình trong giấc ngủ, thở pho pho đều đều. Cẩm Hương trăn trở không ngủ được, nỗi buồn cứ đeo đẳng bên lòng nàng. Nàng rón rén đi vào phòng, mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Cơn gió nhẹ làm rơi lợp đợp những giọt mưa còn đọng lại trên lá, trên cây. Nền trời đen cao thăm thẳm, in những vì sao lu mờ rải rác đó đây. Hướng tây trăng lưỡi liềm chỉ còn là vệt mỏng lét và lờ mờ trong sương đục. Nàng chép miệng thở dài khép cửa lại. Làn gió sáng đưa hơi sương lành lạnh vào phòng. Hết tập 9. Còn tiếp